Bạn đã đến kênh của Boykin TV nha các bạn. Thì hôm nay tiếp tục video là chia sẻ cho quý anh chị và các bạn về đoạn ớt mình bữa hổm đó các bạn. Quay bữa hổm trồng cho các bạn xem đó. Thì bữa nay là được 5 ngày các bạn. 5 ngày mình bóp gốc nha các bạn. Mình chưa có sạch cử bóp gốc đầu tiên. Đây. Tại vì do hôm ngày mưa quá mưa các bạn nên là mình bóp gốc và chắc bóp gốc trước đi rồi có video sạch gì mình sẽ chia sẻ các bạn xem tiếp tục nha các bạn. Đây là giai đoạn ớt được 5 ngày nha cả nhà. Đó. Thì đang bóp gốc, chuẩn bị bóp đang bóp gốc cho ớt luôn. Thì do hôm ngày là mưa cũng khá là nhiều các bạn. Mưa nói chung là mưa nhiều luôn, mưa già, mưa lớn nữa. Thì mình sợ ớt ảnh hưởng nên là mình bóp gốc trước giai đoạn 5 ngày các bạn. Đây là cử sử dụng thuốc cũng như là mình chưa có phun nữa các bạn. Chỉ là bóp gốc trước đầu tiên thôi. Thì quay chia sẻ cho quý anh chị và các bạn xem về cái mình gọi là bóp gốc, tức là mình phun thuốc á, phun thuốc ở dưới gốc và cho thuốc nó thấm từ rễ lên cây luôn các bạn. Còn mình phun thì mình phun ở trên thì lá nó sẽ xuống cây, còn này mình sử dụng này là mình gọi là bóp gốc á, là mình phun ở dưới gốc rồi mình cho cái rễ nó bắt phân bắt thuốc các bạn, rồi nó sẽ lên cây, rồi mình chăm sóc từ khâu rễ trước nha cả nhà. Đó thì đang là bóp gốc đây các bạn, giai đoạn ớt 5 ngày tuổi nha cả nhà. Thì đây mình gọi bóp gốc như là thật sự là gọi là tứ thuốc á, tứ thuốc cho gốc đó, cả nhà đang xem đó. Đây. Đó các bạn cũng thấy đó các bạn, cũng đơn giản thôi. Thì đó cái thì cho các bạn xem cái thực bóp gốc, chia sẻ các bạn về cái một số loại thuốc cũng như là mình đang xài cho cái giai đoạn 5 ngày tuổi và cái khâu bóp gốc này là thuốc gì các bạn. Thì xíu mình sẽ chia sẻ cho các bạn xem thuốc và một số loại thuốc cũng như là pha hàm lượng như thế nào để cho mọi người cùng tham khảo. Thì các bạn cứ theo chân mình nha, giới thiệu thuốc pha thuốc cho các bạn xem, tham khảo một số loại thuốc mình đang sử dụng bóp gốc cho giai đoạn 5 ngày tuổi nha các bạn. Nó trồng được 5 ngày nè. Đó. Này gì đây? Cháy bì lá. Cháy bì lá. Thuốc cháy bì lá thì rồi 22 SC. Cái này nhiêu? Cái này mấy chục? 40. Trên 40. Cái gì số? Chia sẻ với anh em á là nó bây giờ là nước đó là lên sao? Ừ. Thấy trong mình trong ấy sao phải không? 40 nha các bạn. Chí bì lá. Thành là siêu gửi nè các bạn. Siêu gửi. Nào từ 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 từ. Siêu gửi. Rồi cái này nhiêu đây? 40. 40 nè các bạn à. Năm loại thuốc, bốn thuốc mà bố mà siêu gợi. Cái gì đây? Biệt gì? Tachiraren hàm lượng là himesazon 30% và dung môi. Cái này chỉ gì trời? Cái này chỉ gì đây các bạn? Cái này 20. Đây là héo vằn chết cây con đó, héo vằn chết cây con cả nhà. 20. Mình pha vô đây mình quẩy thuốc lên cho đều các bạn. Xe Sài Gòn 50 C. 50 C. Đây giờ thuốc sâu các bạn. Sâu cho giấy chiến bốn loại liên quan cho các bạn tham khảo số loại thuốc, bốn loại thuốc mình bóp gốc giai đoạn 5 ngày tuổi các bạn, trồng ớt được 5 ngày. Giờ mình đổ vô đựng mình đi bóp gốc các bạn ạ. Này đầu tư cái tắc can má ơi. Cho các bạn tham khảo số loại thuốc như là cái cách bóp gốc giai đoạn ớt trồng được 5 ngày.
cho cả nhà, chia sẻ cho cả nhà cùng tham khảo các bạn. Thì các bạn thấy thuốc nào hiệu quả thì mình cứ áp dụng mà xài các bạn, còn nào không hiệu quả thì thôi các bạn cứ tham khảo thôi. Thì muốn chia sẻ cho mọi người cùng tham khảo để cùng trao đổi. Thì nếu các bạn có thuốc mà hay hơn thì cứ chia sẻ dưới bình luận để mọi người xem sao, cũng như mình học hỏi kinh nghiệm từ các bạn nha các bạn. Đổ xong bình thuốc này mình sẽ đi bơm gốc các bạn. Rồi, và video mình chia sẻ cho quý anh chị và các bạn về cái cử phun đầu tiên, cử bắp gốc đầu tiên cho ớt 5 ngày tuổi mình vừa đặt nha các bạn. Mình vừa đặt được 5 ngày thì cho các bạn cùng tham khảo. Thì do tình hình ở đây mưa hôm ngày cũng khá là nhiều nên là mình quyết định là mình bắp gốc cho bộ gãy ớt cho nó bén và nó phát triển nha các bạn. Thì quý anh chị và các bạn nào có cách nào hay hơn hoặc là có biện pháp nào hay hơn, thì có thuốc, những loại thuốc nào hay hơn thì vui lòng comment bên dưới video nha các bạn, để cho mọi người cùng xem video sau có thể biết và tham khảo nha các bạn. Thì của video thì cũng cảm ơn tất cả các bạn, chúc tất cả các bạn ngày mới thật nhiều niềm vui và tràn đầy hạnh phúc trong cuộc sống nha. Thì các bạn có thấy kênh hay hoặc bổ ích thì hãy cho em một like, một đăng ký kênh hoặc một chia sẻ video để em có động lực làm video cho quý anh chị và các bạn xem tiếp tục nha các bạn.